Trong lượt cuối bảng F Euro 2024, Georgia gây sốc khi đánh bại Bồ Đào Nha 2, không để giành tấm vé lịch sử vào vòng 1 trên 8. Georgia có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 và có được bàn thắng thứ hai nhờ được hưởng phạt đền ở hiệp 2. Mikao Taze dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ thành Diogo Costa ấn định tỷ số 2, 0. Đây là trận đấu mà ngôi sao số 1 của Selecao châu Âu là Cristiano Ronaldo được đá chính từ đầu song CR7 vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng đầu tiên tại Euro 2024. Kết quả này giúp Georgia, đội bóng lần đầu tiên dự Euro giành tấm vé lịch sử vào vòng 1 phần 8 với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi Bồ Đào Nha vẫn giữ được ngôi đầu bảng F, đứng thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, tại bảng E, Slovakia và Romania đã có một màn trình diễn mãn nhãn ở lượt đấu cuối cùng và cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này là đủ để giúp hai đội giành vé vào vòng 1 phần 8 Euro 2024. Các kết quả trên khiến đội tuyển Hungary bị loại do bị đẩy khỏi top 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. 16 cái tên lọt vào vòng 1 phần 8 của Euro 2024 đã được xác định gồm Đức, Thụy Sĩ, Bảng A, Tây Ban Nha, Ý, Bảng B, Anh, Đan Mạch, Slovenia, Bảng C, Áo, Pháp, Hà Lan, Bảng D, Romania, Bỉ, Slovakia, Bảng E, và Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Bảng S. Trong số 16 đội bóng lọt vào vòng knock-out đầu tiên Euro 2024, có 6 đội từng vô địch giải đấu này là Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan. Nhưng điều đáng nói là theo phân nhánh của Euro 2024, 6 ứng viên vô địch, trong đó có 4 trên 6 đội đã từng vô địch Euro là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Pháp cùng rơi vào một đánh đấu. Điều đó hứa hẹn một vòng knock-out hấp dẫn và kịch tính. Vòng 1 phần 8 Euro 2024 sẽ bắt đầu từ đêm ngày 29 tháng 6 và kết thúc vào dạng sáng ngày 2 tháng 7, giờ Việt Nam. Trận đấu đầu tiên của vòng 1 phần 8 Euro 2024 là cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và đương kim vô địch Italia. Trong khi cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Slovenia là trận đấu cuối cùng của vòng 1 phần 8. Trên, đừng quên để lại cho mình một nút like và nút đăng ký kênh để bạn sớm nhận được những video hấp dẫn nhất từ.